Thưa quý vị, Ukraine và Nga đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho cuộc chiến dọc theo một chiến tuyến rộng lớn. Đối mặt với những thất bại trong các cuộc tấn công thăm dò ban đầu, các chỉ huy Ukraine trong những ngày gần đây đã tạm dừng chiến dịch ở một số mặt trận để đánh giá lại chiến thuật. Theo tờ Wall Street Journal của Mỹ, thiếu một lực lượng không quân mạnh mẽ, quân đội Ukraine đang nỗ lực thực hiện một kỳ tích mà ít quân đội hiện đại dám làm. Đánh bật các lực lượng Nga vốn đã dành hàng tháng trời để củng cố trận địa phòng thủ và sẵn sàng đối phó với cuộc tấn công dữ dội kéo dài. Những khó khăn ban đầu của các lực lượng Ukraine là dấu hiệu cho thấy cuộc phản công của họ sẽ kéo dài, thương vong và khó lặp lại thành công, như ở khu vực Đông Bắc Khắc Cốp vào cuối mùa hè năm ngoái. Robley, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, từng là sĩ quan Thủy quân Lục chiến Mỹ cho biết, mọi việc luôn khó khăn, các lực lượng Nga đã chuẩn bị trong một thời gian dài. Họ đã rút ra những bài học ở Khắc Cốp. Cuộc xung đột đang diễn ra là một cuộc giao tranh khốc liệt trên chiến trường bởi vì cả hai bên kể từ giữa năm ngoái đã tập trung vũ khí, lực lượng và củng cố các vị trí phòng thủ cho những gì họ biết sẽ là một thời điểm quan trọng. Ukraine đã nhận được vũ khí và đạn dược trị giá hàng tỷ đô la Mỹ từ phương Tây. Trong khi đó, Moscow đã huy động hơn 200.000 binh sĩ, đào chiến hào và chuẩn bị các tuyến phòng thủ để ngăn chặn quân Ukraine tấn công. Đáng kể nhất, quân đội Nga đã giải hàng triệu quả mìn một số được giải từ các bệ phóng di động. Đầu tháng này, một đơn vị quân đội Ukraine sử dụng các phương tiện tiên tiến của Mỹ và châu Âu đã lao vào một trong những bãi mìn đó, khiến một số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép bị vô hiệu hóa. Các đơn vị khác của Ukraine đã phải đối mặt với các cuộc tấn công từ máy bay trực thăng và tên lửa của Nga, được phóng từ cả trên không và mặt đất. Đối mặt với những thất bại trong các cuộc tấn công thăm dò ban đầu, các chỉ huy Ukraine trong những ngày gần đây đã tạm dừng chiến dịch ở một số mặt trận để đánh giá lại chiến thuật thiếu ưu thế trên không, Ukraine đã tìm cách làm suy giảm khả năng chiến đấu của các lực lượng Nga bằng cách tấn công các tuyến hậu cần và trung tâm chỉ huy và kiểm soát của họ bằng các cuộc tấn công tầm xa, gần đây nhất là sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp. Kiev đã sử dụng chiến thuật này rất thành công vào năm ngoái, sử dụng các bệ phóng tên lửa tầm ngắn đặt trên xe HIMARS do Mỹ sản xuất để tấn công các điểm trọng yếu của các lực lượng Nga và làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của họ. Bí câu chuyện về chú cá voi được cho là gián điệp của Nga. Vào năm 2019, một chú cá voi beluga có biệt danh là Vladimir xuất hiện ở vùng biển Na Uy, nơi đã được thế giới đồn đoán là gián điệp của Nga. Sau nhiều năm xuất hiện và sinh sống quanh vùng biển của miền Bắc đất nước Na con cá voi di chuyển sang một khu vực mới khiến các nhà khoa học đưa ra những nghi ngờ. Vào tháng 4 năm 2019, một ngư dân tên là Joa Hesten đã phát hiện ra con cá voi beluga, hay còn gọi là cá voi trắng, đang cố gắng giải thoát bản thân khỏi một chiếc dây đeo máy ảnh mang dòng chữ là Equipment San Petersburg. Vụ việc đã làm dấy lên những suy đoán rằng con cá này được đào tạo để thực hiện công việc gián điệp cho Nga. Khi đó, chú cá mới khoảng 9 tuổi, không chỉ bơi vào những vùng biển nhiều dân cư mà dường như nó được huấn luyện sâu để va chạm với tàu thuyền, tương tác với ngư dân đánh cá hồi. Mặc dù không ai đứng ra tuyên bố con cá này có phải một gián điệp hay không, nhưng trong quá khứ, việc sử dụng động vật làm gián điệp đã xảy ra. Theo trang tin Smithsonian, các điệp viên, trinh sát viên không phải là con người được sử dụng trong chiến tranh và chiến tranh lạnh như chó và quạ. Điều đó đã châm ngòi cho vô số chương trình gián điệp phụ thuộc vào động vật, có thể kể đến hải quân Hoa Kỳ huấn luyện cá heo mũi chai và sư tử biển California để phát hiện mìn, thu hồi các vật thể hay theo dõi mục tiêu ngay cả trong vùng nước tối hoặc âm u. Cá voi Vladimir bị nghi ngờ được Nga huấn luyện trong một số loại công việc gián điệp hoặc trinh sát. Nó có thể đã lẻn vào vùng biển Naui trên một chiếc tàu ngầm hoặc một loại tàu khác. Sau nhiều năm ẩn nấp xung quanh vùng biển trong thị trấn cực bắc của thế giới, con cá voi này đang di chuyển trở lại. Sau khi con cá voi đi về phía nam đến vùng biển ngoài khơi Oslo, các quan chức chính phủ cảnh báo người dân Naui không được tiếp xúc với nó. Sau đó, con cá voi này đã tiếp tục tiến vào lãnh thổ Thụy Điển. Không rõ tại sao con cá voi này lại thực hiện một chuyến đi di chuyển về phía Nam và sau đó lại quay lại vùng biển của Naui. Nhiều giả thuyết được đưa ra, trong đó có con cá voi có thể đang tìm một người bạn đời hoặc chỉ đơn giản là nó đi kiếm thức ăn. Nhưng dù bằng cách nào, nó cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm gia tăng. Chú cá này hiện đang ở vùng nước ít cá hồi hơn và phải đối mặt với các cuộc tấn công của tàu thuyền, thậm chí là bị đói nếu nó tiếp tục bơi xa nguồn cung cấp thực phẩm ở vùng nước mà nó đã quen thuộc. Tổ chức Phi Chính phủ về Động vật hiện đã làm việc với Thụy Điển và Naui sau khi nhận được thông tin các quan chức chính phủ giám sát con cá voi. Mục tiêu là đưa chú cá voi trở lại vùng biển an toàn, nguồn thức ăn dồi dào và bảo vệ cho nó dù đây có thể là một con cá voi gián điệp. Trong khi đó, người Đức lưu ý rằng, câu chuyện về chú cá voi Beluga đã dạy cho chúng ta về sự vô nhân đạo của xung đột và tầm quan trọng trong lĩnh vực bảo tồn động vật. Điều này đã vượt qua câu chuyện về một chú cá voi trở thành một chủ đề liên quan đến lòng trắc ẩn của con người. Trong khi đó, truyền thông Bungary đưa tin Sofia đang chuẩn bị thực hiện một đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Tại cuộc họp chung của các ủy ban quốc hội về chính sách quốc phòng và đối ngoại, Bộ trưởng Quốc phòng Bungary, Todo Tagarajev cho biết nội dung viện trợ sẽ được xác định theo năng lực của Bungary và nhu cầu của Ukraine. Gói viện trợ quân sự này sẽ tương đương với gói viện trợ ban đầu đã được chuyển từ Ukraine sau khi được Quốc hội Bungary thông qua vào tháng 12 năm ngoái. Ông Takarajev cũng cho biết Bungary sẽ sớm tham gia thỏa thuận cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine. Ông Tagarajev nhận xét về tuyên bố gần đây của Tổng thống, Roman Radev cho rằng, sẽ là một sai lầm nếu Bungary tham gia sáng kiến châu Âu như sau. Tôi không hiểu logic của lập luận này cho lắm, bởi trong trường hợp này, chúng ta đang nói về ngân quỹ của châu Âu và các khoản đầu tư vào tăng cường năng lực và hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng. Ông Takaradze cũng xác nhận, thủ tướng Nikolai Denkov sẽ dẫn đầu phái đoàn Bulgaria tới dự hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Vilnius vào ngày 11 và 12 tháng 7 tới, thay cho tổng thống Radev với tư cách là tổng tư lệnh quân đội Bulgaria. Bộ trưởng Sogui, tương lai địa chính trị của Nga đang bị đe dọa. Mới đây, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei gây Sogui cáo buộc phương Tây đang tìm cách phát động một cuộc chiến nhằm hủy hoại nước Nga. Cụ thể, ngày 21 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Sogui trước các sinh viên đã tốt nghiệp từ Học viện Quân sự Nga nói rằng các bạn tốt nghiệp vào thời điểm quan trọng đối với đất nước khi tương lai địa chính trị của đất nước đang bị đe dọa. Phương Tây đã phát động một cuộc chiến thực sự chống lại Nga, một lần nữa tìm cách hủy hoại nước Nga bằng tất cả sức mạnh của họ. Họ đang áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt, kích động tình trạng bất ổn và xung đột quân sự ở các nước láng giềng, đồng thời cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông nhấn mạnh, các học viên cần tính chuyên nghiệp cao nhất, sự cống hiến tối đa và khả năng nhanh chóng đưa ra các quyết định và chịu trách nhiệm khi đảm nhận các nhiệm vụ trên chiến trường. Phát biểu trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lưu ý với các học viên rằng tăng cường sức mạnh quân đội là một trong những ưu tiên hàng đầu của Điện Kremlin. Theo Tổng thống Putin, chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ giúp Nga có thêm nhiều kinh nghiệm cho mục tiêu này. Cụ thể, ông nói rằng, Nhiệm vụ quan trọng nhất là phát triển bộ ba hạt nhân, vốn là yếu tố đảm bảo chính cho an ninh quân sự của Nga và ổn định toàn cầu. Ông Putin cho biết, khoảng một nửa số đơn vị và đội hình lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã được trang bị hệ thống Yas mới nhất và các binh sĩ đang được tái trang bị hệ thống tên lửa hiện đại có đầu đạn siêu vượt âm. Ngoài ra, những bệ phóng tên lửa Samos đầu tiên sẽ được đưa vào trực chiến trong tương lai gần.